mình sẽ chỉ các bạn cách làm một cái bẫy vịt, bẫy gà, bẫy chim luôn nha. Bây giờ mình sẽ làm thôi. Đầu tiên mình còn một hai cái cây hình chữ V, 5 cây tre và một cái cần. Sau đó mình sẽ quấy thêm một cái chốt nữa nha. Cái chốt mình lấy cái tre này mình làm chốt nha. Mình sẽ chẻ ra. Ok nha các bạn, mình cắt bớt đi. Ok, lột bớt đi. Nha các bạn, sao đó sao cũng được nha. Giờ thì mình sẽ gắn vô. Buộc lại, buộc thêm vòng nữa cho nó chắc nha các bạn, không thôi xảy là tiếc đó. Ok nha các bạn, giờ thì mình sẽ cắm ngay chỗ cái đá này nè các bạn, đá này nè, đó mình sẽ cắm nó xuống. Rồi, để cục gạch lên nha. Đó. Tiếp theo phần này thì mình sẽ đóng hai cây này nha. Ok, một cây. Một cây nữa nha. Các bạn đó phải chắc chắn nha. Đó. Vậy luôn. Xong. Sau đó có một dây rút cho mình nha. Một dây rút. Bỏ ra. Tiếp tục thì mình sẽ lấy một cái cây này mình để lên đây. Mình lấy cái chốt này mình móc qua nha. Kéo dây qua. Mình lấy thêm một cái cây này nữa. Mình luồn qua luôn. Đó. Luồn chính giữa nha. Đó. Rồi. Cho nó chắc lại nha. Sau đó bạn lấy tiếp ba cái cây các bạn thọc xuống rồi. Để xích lên. Ok nha các bạn. Sau đó bạn buộc dây rút cho mình. Buộc này qua. Đó các bạn đặt con về. Rồi mình sẽ test thử các bạn nha. Vịt nó đi vô, nó đạp cái này mà dính nha các bạn, rất là chắc luôn. Ok, giờ mình sẽ hút lại cho mình sẽ bẫy vịt nha. Ok, bây giờ mình sẽ ra thăm nha các bạn. Ui dính bạn ơi, ui ngon, dính một con vịt nha. Mình chỉ bắt bạn mình chơi thôi nha các bạn, mình quay clip thôi. Còn thì mình sẽ thả nha. Đó. Thả dây ra cho nó đi. Đi. Rồi mình sẽ tấy lúa lại và mình cho nó ăn nha. Rồi. Rồi nha các bạn. Đây video của mình cũng khá là dài rồi. Các bạn xin chào các bạn.